Cách đây tròn 42 năm, ngày 4 tháng 11 năm 1979, Tiểu đoàn Trinh sát Kỹ thuật 79 được thành lập theo quyết định số 215 của Bộ Tổng Tham mưu. Theo yêu cầu nhiệm vụ, ngày 24 tháng 10 năm 1994, Tiểu đoàn Trinh sát Kỹ thuật 79 được đổi tên thành Cụm Trinh sát Kỹ thuật 79. Ngày 4 tháng 11 năm 1981, khai mạc Hội nghị đại biểu Thống nhất Phật giáo Việt Nam. Ngày 4 tháng 11 năm 1993, ngành điện lực nước ta khởi công xây dựng nhà máy thủy điện Iali ở tỉnh Kon Tum, nay thuộc tỉnh Gia Lai. Ngày 4 tháng 11 năm 1946, tại London, Anh đã thành lập Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc, viết tắt là UNESCO. Ngày 4 tháng 11 năm 1991, tại kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 61 tổ chức tại Uruguay, Việt Nam chính thức là thành viên thứ 156 của Interpol và ngày này trở thành ngày truyền thống của Interpol Việt Nam. Ngày 4 tháng 11 năm 2002, tại Phnom Penh, Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN ký kết tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông. Ngày 4 tháng 11 năm 2008, Barack Obama giành thắng lợi trước Thượng nghị sĩ John McCain trong kỳ bầu cử Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ, trở thành Tổng thống gốc Phi đầu tiên của Hoa Kỳ